Thưa quý vị, hơn 21 triệu người tại 215 quốc gia và vùng lãnh thổ đã có người mắc COVID-19, khiến gần 763.000 người tử vong. Khi số người mắc vẫn tiếp tục gia tăng, biện pháp phòng ngừa hữu hiệu nhất có lẽ chính là vaccine. Tuần qua, thì Tổng thống Nga đã khiến thế giới chấn động khi khẳng định Nga đã đăng ký vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên trên thế giới sau chưa đầy 2 tháng thử nghiệm trên người. Theo quy trình, thì việc thử nghiệm vaccine phải trải qua tới 3 giai đoạn với thời gian khá dài. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, thì có 28 trong số 165 loại vaccine phòng COVID-19 tiềm năng đang được thử nghiệm trên người. Trong đó, 6 loại đã trải qua giai đoạn 1, 2 và đang ở giai đoạn 3. Vậy nhưng vaccine COVID-19 của Nga là ngoại lệ. Nhà chức trách Nga cho biết là quá trình phê duyệt vaccine COVID-19 được đẩy nhanh vì diễn biến phức tạp của đại dịch ở trong nước cũng như trên thế giới. Theo nhà chức trách y tế Nga, loại vaccine này đã được kiểm định an toàn và hiệu quả cao. Và ngay chính con gái yêu quý của ông Putin cũng đã tiêm loại vaccine này vào người. Đích thân Tổng thống Nga Putin là người công bố thông tin Nga trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấp phép phê duyệt vaccine phòng ngừa COVID-19. Tôi biết vaccine này hoạt động hiệu quả, tạo ra được miễn dịch ổn định và đã vượt qua khâu kiểm định. Tôi biết điều này rất rõ vì con gái tôi đã tham gia cuộc thử nghiệm tiêm loại vaccine này. Vaccine phòng ngừa COVID-19 vừa được đăng ký của Nga có tên chính thức trên thị trường quốc tế là Sputnik V, đặt theo tên vệ tinh đầu tiên trên thế giới do Liên Xô phóng lên vũ trụ vào năm 1957. Đây là một loại vaccine vector được phát triển dựa trên ADN của virus adeno, virus gây viêm đường hô hấp do Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ và Vi sinh Quốc gia Gamaleya và Bộ Quốc phòng Nga phát triển. Vaccine đã trải qua tất cả các thử nghiệm cần thiết về an toàn và hiệu quả trên một số loài động vật gặm nhấm và linh trưởng. Sau đó đã được thử nghiệm trên người ở hai nhóm tình nguyện viên. Kết quả cho thấy tất cả các tình nguyện viên tham gia thử nghiệm đều tự phát triển được kháng thể COVID-19 ở mức cao, không có trường hợp nào bị biến chứng nặng do tiêm chủng. Một số người khi được tiêm vaccine này có thể bị sốt nhẹ. Điều này cũng giống như tác dụng phụ của bất kỳ loại vaccine nào. Chúng tôi đã phân tích những lợi ích và rủi ro của việc tiêm loại vaccine COVID-19, thì thấy rằng nguy cơ từ việc tiêm vaccine thấp hơn đáng kể so với nguy cơ nhiễm bệnh cũng như hậu quả của việc nhiễm COVID-19. Với phác đồ tiêm 2 lần, thì vaccine sẽ phòng ngừa dịch COVID-19 trong 2 năm. Những nhân viên y tế và giáo viên sẽ là những đối tượng đầu tiên được tiêm vaccine mới. Theo kế hoạch thì các nhân viên y tế có thể được tiêm phòng vào cuối tháng 8 này hoặc tháng 9. Sau đó, vaccine sẽ được phân phối đến toàn dân vào ngày 1 tháng 1 năm sau. Giá của vaccine ngừa COVID-19 này là $10 cho 2 liều. Để tìm hiểu rõ hơn thông tin về loại vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên được cấp phép trên thế giới, chúng tôi đã kết nối với phóng viên Nhật Linh, thường trú đài truyền hình Việt Nam tại Liên bang Nga. Xin chào chị Nhật Linh ạ. Có một số ý kiến tỏ ra lo ngại về tính an toàn của vaccine COVID-19 của Nga khi cho rằng Nga đã đốt cháy giai đoạn mà chưa trải qua hết những cái thử nghiệm lâm sàng quy mô lớn. Dư luận của Nga thì phản ứng như thế nào về điều này? Dư luận Nga thì có những phản ứng khác nhau, cũng xuất phát từ việc phát triển quá nhanh của vaccine. Mặc dù thì các nhà khoa học Nga đã lý giải là thành quả vaccine ngừa COVID-19 của Nga là sự tiếp nối của quá trình nghiên cứu vaccine từ những năm 1980, chứ không phải là trong 2 hay là 3 tháng. Theo một cuộc khảo sát mới đây với hơn 3.000 y bác sĩ là đối tượng được ưu tiên tiêm vaccine COVID-19 đợt đầu tiên tại Nga, thì có gần 25% y bác sĩ đã sẵn sàng tiêm. Họ còn giới thiệu cho bạn bè và cả các bệnh nhân của mình, trong khi có đến 52% từ chối do chưa có những thông tin đầy đủ về mức độ an toàn. Trên thực tế thì giai đoạn 3 của thử nghiệm lâm sàng vaccine COVID-19 tại Nga thì diễn ra sau khi vaccine được đăng ký, tức là sau ngày 11 tháng 8. Dự kiến có khoảng 2.000 người là các y bác sĩ và giáo viên tham gia. Cũng trong giai đoạn này sẽ tiến hành nghiên cứu ảnh hưởng của vaccine đối với nhóm đối tượng trên 60 tuổi. Vâng, cái khả năng mà cung cấp vaccine ra thị trường của Nga như thế nào khi mà đã có tới hơn 20 quốc gia trên thế giới đặt mua 1 tỷ liều vaccine này rồi ạ? Nga đã bắt đầu sản xuất đại trà với kế hoạch là từ 5 triệu và sau đó lên 10 triệu liều vaccine mỗi tháng trong giai đoạn cuối năm 2020, đầu năm 2021.
Tuy nhiên thì vaccine sản xuất tại Nga chủ yếu cung cấp cho thị trường nội địa. Hiện Nga đã đạt thỏa thuận với 5 quốc gia để sản xuất 500 triệu liều vaccine mỗi năm. Năng lực sản xuất này sẽ tiếp tục tăng để cung cấp cho thị trường các nước khác trong khu vực. Dự kiến là các nhà máy sản xuất vaccine COVID-19 của Nga ở Brazil và Ấn Độ có thể được đưa vào hoạt động vào cuối năm nay. Xin trở lại trường quay. Vâng, xin cảm ơn những thông tin từ chị Nhật Linh từ Nga. Thưa quý vị, Bộ Y tế của chúng ta thì cũng đã đăng ký mua vaccine của Nga rồi. Bên cạnh đó thì quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long còn cho biết Bộ đang rất nỗ lực và tích cực phối hợp với các nhà cung cấp vaccine trên thế giới nhằm phối hợp sản xuất vaccine, trong đó có Nga, Anh, Mỹ và các quốc gia khác. Ngay bây giờ chúng tôi đã kết nối với tiến sĩ Đỗ Tuấn Đạt, Chủ tịch Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên vaccine và sinh phẩm số 1 Vibiotech. Xin chào ông ạ. Thưa ông đánh giá như thế nào về vaccine COVID-19 của Nga vừa được công bố? Vâng, đây thực ra cũng là một cái tín hiệu rất vui mừng đối với thế giới khi mà chúng ta bắt đầu có một cái vaccine thương mại đầu tiên trên thế giới được về COVID-19 mà chúng ta được công nhận. Tôi nghĩ rằng đây là một cái thành quả mà trong các cái vaccine về corona thì đây cũng là một cái vaccine đầu tiên. Tuy nhiên thì các cái tín hiệu hiện nay mà đặc biệt là những cái kết quả về các nghiên khoa học có liên quan đến các cái thử nghiệm lâm sàng của vaccine này thì còn chưa được công bố một cách đầy đủ. Do đó chúng ta cần thiết phải có thời gian để đánh giá thêm và xem xét thêm về cái hiệu quả của vaccine này thì thực sự đã có các cái giá trị về mặt thương mại hay chưa. Vâng, thưa ông, cái công nghệ sản xuất vaccine của Nga và Việt Nam thì có tương đồng hay không? Hiện nay đối với vaccine của Nga thì đây là cũng vaccine về vector virus, là một vaccine về adenovirus. Thì tôi nghĩ rằng là với các cái công nghệ hiện nay thì đây là một cái công nghệ mà tiên tiến mà cũng đã được rất nhiều các quốc gia trên giới áp dụng, và trong đó có Việt Nam. Đối với Việt Nam chúng ta thì với các nhà sản xuất vaccine thì chúng ta cũng đều đi theo cái hướng nghiên cứu này. Có thể chúng ta sẽ sử dụng những cái vector virus khác nhau, nhưng mà đồng thời chúng ta đều là những cái loại mà và vector virus để có thể sử dụng được cho người và phát triển các loại vaccine phù hợp, mà tôi nghĩ trong đó vaccine COVID cũng là một cái lựa chọn. Vâng. Vậy thì hiện vaccine của Việt Nam đang ở giai đoạn nào rồi ạ? Hiện nay thì chúng tôi đang ở trong các giai đoạn là sau khi có được các cái đánh giá về kháng nguyên của vaccine đã có hiệu quả đáp ứng miễn dịch thì chúng tôi đang sử dụng tiếp các dự tuyển vaccine này để chúng ta có thể phát triển ở trong các quy mô sản xuất lớn hơn. Vì đối với các quy mô sản xuất lớn thì khi đó chúng ta đặt ra yêu cầu về mặt chất lượng của vaccine và đồng thời là tính ổn định trong sản xuất của vaccine cũng như là hiệu suất sản xuất của vaccine. Và sau cái bước này thì chúng ta sẽ có những cái đánh giá tiếp theo về cái thử nghiệm lâm sàng cũng như là các cái khả năng thương mại của các cái sản phẩm này trong tương lai. Vâng, bình thường thì một loại vaccine thường phải trải qua một cái quá trình nghiên cứu từ 5 đến 7 năm. Nhưng mà với vaccine COVID-19 để phục vụ an ninh y tế trong tình trạng khẩn cấp, quy trình được tăng tốc. Cùng nỗ lực toàn cầu để sớm có được vaccine COVID-19, tại Việt Nam, mọi thủ tục quy trình nghiên cứu sản xuất vaccine COVID-19 cũng được thúc đẩy nhanh, đảm bảo chất lượng, an toàn với tốc độ bứt phá để có thể thử nghiệm lâm sàng trên người giai đoạn 1 vào cuối năm nay. Là một trong 42 quốc gia có năng lực sản xuất vaccine, Việt Nam hiện có 4 nhà sản xuất tham gia nghiên cứu vaccine COVID-19. Mỗi đơn vị đi theo hướng khác nhau, bước đầu cho thấy kết quả khả quan. Với mục tiêu sản xuất được vaccine COVID-19 với số lượng lớn, Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế IVAC đã sử dụng công nghệ nuôi cấy trên trứng gà có phôi. Dựa trên cái nền tảng công nghệ sẵn có của IVAC trên trứng gà có phôi, chúng ta đã sản xuất được vaccine cúm và chúng ta đang ứng dụng cái đó để sản xuất vaccine COVID-19. Chúng tôi cho rằng cái cách làm này là hết sức có cái tính khả thi và khả quan. Và nếu như cách làm này mà có thể đạt được cái yêu cầu vào tháng 8 này, thì có thể chúng ta sẽ sớm đưa cái vaccine COVID-19 của IVAC đưa vào cái thử nghiệm lâm sàng sớm trong cuối năm nay. Đi theo một hướng khác, công ty vaccine và sinh phẩm số 1 Vabiotech lại nghiên cứu và phát triển vaccine COVID-19 bằng công nghệ vector virus. Giai đoạn tiền lâm sàng thử nghiệm trên chuột đã kết thúc, cho kết quả khả quan. Tất cả công đoạn từ nghiên cứu sản xuất, kiểm định, thử nghiệm lâm sàng, cấp phép lưu hành cho đến theo dõi sử dụng vaccine đều được Bộ Y tế quyết định rút ngắn. Hội đồng sẽ xem xét để thẩm định gối đầu. Nghĩa là giai đoạn 1 trong thời gian 3 tháng thì hết 1 tháng rưỡi chúng ta có thể thẩm định. Nếu như đảm bảo tính an toàn thì cho phép chuyển ngay sang giai đoạn 2 và tiếp tục theo dõi giai đoạn 1. Giai đoạn 2 cũng tương tự như vậy. Nếu như thời gian là 9 tháng thì sau 4 tháng rưỡi
chúng ta có thể thẩm định đảm bảo tính an toàn và đã có dữ liệu về mặt tính sinh miễn dịch thì cho phép chuyển sang giai đoạn 3 và tiếp tục theo dõi giai đoạn 2. Các đơn vị kiểm định quản lý sẽ cùng phối hợp tham gia trong suốt quá trình nghiên cứu sản xuất vaccine, chứ không chờ có kết quả mới kiểm định thẩm định hồ sơ. Vâng, và chúng ta quay lại với tiến sĩ Đỗ Tuấn Đạt ạ. Thưa ông, công ty của ông là một trong ba đơn vị nghiên cứu sản xuất vaccine COVID-19. Cái việc tiếp cận công nghệ phát triển vaccine COVID-19 của công ty ông và các đơn vị hiện nay ra sao ạ? Việc tiếp cận công nghệ hiện nay thì đa số các công ty của Việt Nam đều hướng theo hướng là sử dụng cái công nghệ vector virus. Đối với công ty chúng tôi thì đang sử dụng là cái vector virus từ virus Bacillus. Mà tôi cũng biết là đối với cả phía IVAC thì với sự trợ giúp của PATH thì họ đang sử dụng cái vector là vector virus Newcastle. Và với công ty, với trung tâm Polivac thì họ cũng tiếp cận vaccine theo hướng virus vector và sử dụng virus sởi. Thì tôi nghĩ là các nhà khoa học của Việt Nam cũng đang tiếp cận theo đúng cái hướng mà các nhà khoa học Nga hay Mỹ hay Anh cũng đang sử dụng cho cái việc phát triển vaccine COVID. Và trong đó thì cái ưu thế nhất chắc chắn trong thời điểm hiện nay và nhanh nhất có thể thì chúng ta sẽ tiếp cận theo cái công nghệ là vector virus. Các cái giai đoạn thì chúng ta cũng đều ở trong cái giai đoạn mà tiến hành ở trong các cái quy mô sản xuất lớn hơn để xem cái mức độ đáp ứng của cái vaccine này như thế nào, và đồng thời chúng ta sẽ có những cái bước tiếp theo cho các cái thử nghiệm trên động vật và thử nghiệm trên người sau này để cấp phép sử dụng vaccine. Vâng. Tại cuộc họp quốc gia Ban chỉ đạo phòng chống COVID thì quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cũng cho biết là hiện vaccine COVID-19 của Việt Nam đang trong quá trình thử nghiệm và trong tháng 9 thì sẽ gửi sang Mỹ để tiếp tục thử nghiệm. Thưa ông, xin ông cho biết là tại sao lại phải gửi sang Mỹ để thử nghiệm và việc thử nghiệm này thì sẽ có ý nghĩa như thế nào? Thực ra thì đối với vaccine thì sẽ có các cái giai đoạn khác nhau trong cái quá trình phát triển, mà quan trọng nhất là chúng ta phải trải qua những cái đánh giá ở trên động vật mà trước khi thử nghiệm sang người. Các đánh giá trên động vật thì hiện nay các cái mô hình về đánh giá vaccine thì thực sự là phía Mỹ là đang chiếm rất ưu thế trong cái việc đánh giá này. Đối với vaccine COVID-19 thì chúng ta không phải chỉ đánh giá đơn thuần là ở trên cái khả năng bảo vệ hay là cái mức độ mà đáp ứng miễn dịch nữa, mà những cái đáp ứng miễn dịch chuyên sâu, vì đối với COVID thì hoàn toàn trong các cái tìm hiểu hiện nay là cái sự khác biệt rất nhiều giữa cái đáp ứng miễn dịch thông thường hay là những các gọi là đáp ứng miễn dịch dịch thể hay là kháng thể của chúng ta. Ngoài ra thì còn những cái đáp ứng miễn dịch về tế bào và đặc biệt là về hiệu quả bảo vệ của vaccine. Thì mô hình của động vật đó thì chúng ta có thể sẽ không có đủ các cái khả năng đánh giá hiện nay ở Việt Nam, mà cái khả năng đánh giá ở các cái phòng thí nghiệm của Mỹ, đấy là những cái phòng thí nghiệm chuyên biệt cho cái việc đánh giá này, thì chúng ta có thể gửi mẫu sang đấy để có thể làm được ở bên Mỹ. Vâng, khi mà chúng ta có cuộc trao đổi này thì các khán giả của Sống Mới cũng đã gửi câu hỏi đến với chương trình. Đó là chúng tôi được biết là Bộ Y tế có đặt mua vaccine COVID-19 của Nga như là trong chương trình vừa đề cập. Vậy thì trước khi tiêm cho người dân thì có cần phải thử nghiệm nữa hay không ạ? Xin mời ông hãy giải đáp câu hỏi của khán giả này. Dạ vâng, cái việc này thì thực sự là rất quan trọng. Vì đối với chúng ta thì không phải là chúng ta cứ có một cái vaccine thương mại hay là một vaccine mà chúng ta có thể nhập khẩu là có thể sử dụng cho người dân được ngay. Chúng ta cũng đều qua tất cả các bước đánh giá, mà đặc biệt đánh giá ở trên người Việt Nam là rất quan trọng, vì chúng ta đã có những cái quy định, quy chế cho cái việc cấp phép và đánh giá vaccine rồi. Chúng ta không thể nào mà chúng ta có thể chấp nhận ngay là một cái sản phẩm mà đã được lưu hành nước ngoài có thể sử dụng ngay được Việt Nam. Chúng ta đều phải qua các bước đánh giá lại, và đặc biệt là những cái thử nghiệm lâm sàng và đánh giá trên người Việt Nam là những cái chỉ số rất quan trọng mà trước tiên để chúng ta có thể sử dụng được cái vaccine này trên người. Và cái đánh giá sâu hơn này thì chắc chắn Bộ Y tế cũng sẽ có những cái quy định cụ thể cho cái việc sử dụng hay cấp phép vaccine sau này. Vâng, như vậy là người dân cũng có thể rất là yên tâm. Xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Và chúng ta cũng hy vọng là một thời gian không xa nữa thì công ty của ông cũng sẽ cho ra đời vaccine COVID-19 thành công mang tên Việt Nam. Thưa quý vị, việc Nga trở thành quốc gia đầu tiên đăng ký vaccine phòng COVID-19 đang làm nóng hơn cuộc đua bào chế vaccine. Cho tới nay thì có 165 loại vaccine ngừa COVID-19 đã được phát triển trên thế giới, trong đó có 6 loại vaccine phòng ngừa COVID-19 đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng thứ 3, là giai đoạn thử nghiệm trên diện rộng để đánh giá liệu vaccine có giúp bảo vệ nhiều người khỏi virus trong một thời gian dài hay không. Sau đây là cái nhìn tổng quát về cuộc chạy đua này. Vaccine COVID-19 do hãng dược lớn thứ hai của Anh là AstraZeneca
phối hợp với Đại học Oxford nghiên cứu được đánh giá là một trong những loại vaccine tiềm năng nhất hiện nay. AstraZeneca sẽ kết thúc thử nghiệm giai đoạn 3 vaccine phòng COVID-19 tại Mỹ, Nam Phi, Anh và Brazil vào tháng 11 hoặc tháng 12 tới. Sau đó hãng này sẽ xin cấp phép để sản xuất đại trà. Nếu được cấp phép, AstraZeneca sẽ chuyển giao công nghệ cho hai tập đoàn của Argentina và Mexico vào cuối năm nay và bắt đầu sản xuất 400 triệu liều vaccine COVID-19 cho khu vực châu Mỹ Latin từ đầu năm tới. Giá của loại vaccine này dự kiến là khoảng $3 một liều. Một loại vaccine nữa do Công ty Công nghệ Sinh học Moderna và Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ phát triển cũng đang cho kết quả khả quan. Vaccine này đã được thử nghiệm giai đoạn 3 trên 30.000 tình nguyện viên để chứng minh liệu các mũi tiêm có đủ mạnh để giúp họ chống lại virus SARS-CoV-2 mà vẫn đảm bảo mức độ an toàn. Vaccine đã tạo ra phản ứng miễn dịch ở những người đã tiêm và phản ứng miễn dịch đó tạo ra loại kháng thể có thể vô hiệu hóa virus. Lượng kháng thể mới sản sinh này tương đương với lượng đã được ghi nhận ở những người đã khỏi bệnh, thậm chí còn vượt qua mức đó. Mục tiêu của Moderna là có sẵn vaccine để phân phối rộng rãi vào cuối năm nay hoặc đầu năm tới. Tương tự Moderna, tập đoàn Pfizer của Mỹ và công ty công nghệ sinh học Đức BioNTech thông báo bắt đầu tiến trình thử nghiệm giai đoạn 3 mang tính quyết định đối với vaccine COVID-19. Nếu thử nghiệm thành công, BioNTech và Pfizer có thể đăng ký phê duyệt vaccine sớm nhất vào tháng 10. Các công ty này có thể sẽ sản xuất tới 100 triệu liều vaccine vào cuối năm 2020 và 1,3 tỷ liều vaccine đến cuối năm 2021. Ngoài ra, còn 3 công ty của Trung Quốc cũng tiến hành thử nghiệm giai đoạn 3 vaccine phòng ngừa COVID-19. Trung Quốc cam kết một khi nước này có được vaccine thì đó sẽ là một sản phẩm chung của toàn thế giới. Các nước đều có cơ hội tiếp cận. Trước đó, thì Tổng Giám đốc WHO Tedros đã tuyên bố cuộc đua tìm kiếm vaccine là kết quả của sự đoàn kết quốc gia, đoàn kết toàn cầu. Đó cũng là cuộc đua của trách nhiệm hợp tác và sẻ chia. Chỉ có sức mạnh tập thể của tinh thần đoàn kết, đồng lòng và chia sẻ, kể cả trong tiếp cận vaccine, mới có thể giúp thế giới chiến thắng dịch bệnh.